bá tiên hợp sự là 13, 20, 21 tên. Trước tiên mười sẽ xin chào các bạn nè. Trước tiên thì mình sẽ có mấy cái cổ chú trước tiên. Ok mà tôi đã có cú xuống cho rồi nha. Tôi sẽ giới thiệu một cái bả ti gì đó nó đẹp kia cái mặt trai đó, cái cổ bóng ma hư, cái cổ điện nụt đó. Tại sao mình không thể cái hạt được cái cổ điện nụt này nè? Tại sao mình không cái họ là sao cái cổ điện nụt nó mở được đó? Tại vì hồi chó đã gì nó cái cổ bóng ma hư hơn đó. Nó bị không cho hết mở cái cổ này nhá. Ê, cái này nó không còn có hứa nữa đâu. Cổ tay chỉ này nó không còn có hứa nữa đâu mà. Đâu, cái nửa mắt ma này, trong cái nửa da mắt này á. Mày tập nó thì nó trả ra một cái vợ hổ gì đó nè. Mã vợ cỏ rồi tết này đó là mắt của người rồi tết này đó. Nhưng mà ở bên mắt của nó thì nó vẫn còn cái mắt như dầu tết này đâu. Chưa cách thế nào mình để xuống ra mắt ra là dù mấy cái trại gì chỉ này đó tại vì bố ba hư không, tại vì cái tá gì cổ đó có ai thấy cho cái tá này, cái tá chả na dự này nó mới không có được dù được đó. Mười thấy ra hai tê tê lỗ lại luôn đó, là nó bị ả hử bởi bố ma hư hồi đó, có chút đi chết hai độ tá kẻ là đã này không còn tổ tả nữa đó. Là mười tổ ra ba giới nước giải giới này đó thì nó sẽ không có ra mấy cái tá hay tê tê nữa, nó sẽ hay cho là tá dù đó tá nè, nó hay cho tá dù đó nó mới bị không còn cái dạng này nữa. Mười sẽ bắt buộc dù cái xạ này nó thì mới đi được mấy cái hạt ti hát này, hạt ti da mát này, đó là hạt ti hôi lát này đó. Còn một cái nó sẽ bị lô dụ đi đó. Chứ lại cái nồi tơ dữ này đó, cái nồi tơ dữ này đó, nó không ép được mấy cái hát đó, 18 con kia vô khử thôi rồi đó. Thì nó không có ép được cái hát đó. Sau rồi thì cái dạ đó nó sau rồi thì nó hay cái không đại cái bó ma hư hôi đó, nó tả vị trí dạ cái nó cái cổ bó ma hư hôi này, cái gì đó mình không biết nè, cái nó chả là chả lại cái hai dây tê gì cò đồ vũ trụ nhẽ thì nó còn có hứa đó, nhưng mà mình đặt cái con dò dây bộ 1 đó là cả dây bộ 2 là dây bộ 3 đó thì nó không có dơ ra mấy cái bãi cái tổ vũ trụ này đâu đó. Còn cái bãi tiên ná này đó,
cả bả này, giống có cả bả Tina này đó. Nó tì chết một cái, nó hả cờ dài đó nè. Nó hả cờ hai tay nữa đó. Hồi trước thì nó không có cờ hai tay đó. Rồi nó cờ hai tay nữa chứ. Cái hai tay này đó à, mình chỉ có được khi có cái con chữ B thôi đó. Chứ không có nuôi ra dỗ. Nuôi ra dỗ trực tiếp, nuôi ra dỗ thì nó ra cái hai này được đó. Cái hai này đó chắc là để dù kỹ nị đi đó. Mấy cái vỏ này á thì nó không có bỏ được mấy, không bỏ được, không có làm được gì gì nữa đó. Nó 10 giây mất đi đó, là nó không có dài mấy cái đồ để nuôi nữa đó. Nó sẽ hết cho là gì gì đó. Tí hôm nay đã kết thúc si hẹn là 14/10/2021 nè si cả bà đi này nó giờ sát hút vui rồi chứ.